Tập 13. Mama ở đây có nhận người không? Nhận. Quả nhiên có vài phần sắc đẹp. Trước kia từng hầu hạ đàn ông chứ? Ôi, còn xấu hổ không trả lời nữa. Không sao, tôi có thời gian chăm sóc dạy dỗ cô. Trước kia cô ta làm người hầu, chưa từng hầu hạ đàn ông. Tôi mặc kệ cô ta trước kia làm cái gì. Trồng ruộng dưới quê cũng được, làm công cho người ta cũng được. Cho dù là sư cô trong miếu, đến chỗ tôi cũng phải học được cách hầu hạ người khác. Cô ta có phải bị câm không? Không có bệnh gì chứ? Không có bệnh gì cả, chỉ là cô ta không chịu nói chuyện thôi. Trong người cũng rất sạch sẽ. Cậu muốn bao nhiêu tiền? 20 đồng bạc. 20 đồng bạc? Rẻ như vậy à? Này, tôi nói cậu nghe. Cậu đừng đưa cho tôi người có lai lịch không rõ ràng. Chỗ tôi là kỹ diện hạng thấp, nhưng cũng mở cửa làm ăn đường đường chính chính. Nếu như là cậu gạt tôi bán người đến đây thì tôi không cần đâu. Bà ăn nói kiểu gì đó? Sao cô ta có thể bị gạt bán chứ? Vậy có khi ước bán thân không? Có. Lấy ra đi. Tôi không biết chữ. Nào, lại đây, xem giùm đi. Được. Ôi trời, Mama, đây là người hầu của Nhất Phẩm Lâu. Nhất Phẩm Lâu? Sao người của Nhất Phẩm Lâu lại bán đến chỗ kỹ viện thấp kém của chúng tôi? Bà muốn hay không muốn, trả lời dứt khoát. Được, lấy tiền ra đây. Dừng. Đây. Cậu đi đi, người này tôi nhận rồi. Đến đây. Bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn là người của Nhất Phẩm Lâu nữa, là người hầu ở chỗ chúng tôi rồi. Có chuyện gì sao? Không có gì. Được. Đây là phòng của cô ở. Hôm nay sẽ bắt đầu tiếp khách. Lát nữa hãy thay quần áo, chải lại đầu tóc. Có biết tiếp khách thế nào không? Được. Cô cứ giả câm đi. Sẽ có một ngày cô phải nói chuyện thôi. Chúng ta đi. Dân. Con là con của cha. Xem ra không có chuyện gì. Tiểu Nguyệt Quế, ăn cơm thôi. Tiểu Nguyệt Quế, ăn cơm thôi. Mau dậy đi, không ăn cơm sẽ không chịu nổi đâu. Ngồi đó. Tôi bảo cậu ngồi xuống. Nói. Tiểu Nguyệt Quế ở đâu rồi? Tôi không biết. Cậu nói lại lần nữa coi. Rốt cuộc cậu có nói không?
Được, A Đầu à, bây giờ cậu có tiền đồ rồi, đã không xem chị Lý ra gì rồi, có phải không? Chị Lý, tôi đâu dám. Cậu mau nói đi. Tần Mama không cho tôi nói. Tần Mama, chuyện bà chủ căn dặn tôi không dám nói. Được, cậu có Tần Mama chống đỡ cho. Nhưng mà cậu đã từng nghĩ chưa, dù thế nào Tiểu Nguyệt Quế cũng là người phụ nữ đã bái đường với Thường gia. Nếu như sau này người của thương hội Phú Giang tìm tới thì tôi mặc kệ, cậu tự nghĩ đi. Chị Lý, chị Lý à, tôi phụng mệnh hành sự, không liên quan gì đến tôi cả. Chuyện này không liên quan đến tôi, đến lúc đó cậu tự nói với người của thương hội Phú Giang đi. Chị Lý, chị đừng đi mà. Ngày đến thật đúng lúc, hôm nay tôi vừa mua một cô gái xinh đẹp lắm, đẹp hơn cả Diễm Hồng sao? Trời ơi, xem ngài nói kìa. Các cô gái ở chỗ tôi, mẫu đơn có vẻ đẹp của mẫu đơn, thực dược có vẻ đẹp của thực dược. Các cô gái ở Phú Thăng Đường chúng tôi ai ai cũng đẹp hết. Vậy cô gái mới đến thì sao? Cô ấy là Hoa Nguyệt Quế, thơm lắm. Được, được. Cô gái đó là người mới tới, cô ấy chưa hiểu gì hết, ngài phải quan tâm nhiều hơn. Vừa mới đến, không hiểu quy tắc là tốt. Được. Nào nào, đi đi. Em gái, em gái tỉnh lại đi. Em gái, nào. Em gái à? Ôi trời, bà chủ, bà chủ. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Người bị bệnh đến như vậy rồi còn nói là thịt tươi. Ai nói là bị bệnh? Không phải rất khỏe mạnh sao? Trời ơi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết cô ta bị bệnh rồi. Như vậy đi, Diễm Hồng, Diễm Hồng rất tốt, tôi mời, không lấy tiền, xin lỗi. Đến đây, bên này. Trời ơi, nhìn cái gì chứ, mau vào trong. Đều trách cậu. Sao lại trách tôi? Bà cũng không nhận ra, dựa đâu mà trách tôi chứ. Cậu đó, mua phải cái thứ tốn cơm tốn gạo, một cuộc làm ăn không xong còn bị bệnh đến chết đi sống lại. Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao nữa? Lẽ nào cậu còn bảo tôi khám bệnh cho cô ta sao? Đến tiền mà cô ta cũng không kiếm được, tôi còn phải bỏ thêm tiền nữa à? Chẳng trách lại rẻ như vậy. Có phải là bị sốt rét không? Đó là bệnh truyền nhiễm đó. Còn chê chưa đủ đen đuổi hay sao? Này, không thể đi, không thể đi. Chuyện thất đức như vậy anh cũng có thể làm ra được à? Nếu như không phải truy hỏi A Đầu, có phải anh còn định giấu em không? Cô thật sự muốn chuộc Tiểu Nguyệt Quế ra hay sao? Anh mặc kệ đi. Không thể đi. Tần Mama biết được thì phải làm sao? Tần Mama, Tần Mama là vì Thường gia qua đời rồi nên trong lòng khó chịu, bà ấy trút hết mọi bực tức lên người Tiểu Nguyệt Quế. Đợi qua thời gian này chắc bà ấy sẽ nguôi giận. Phải, ý của tôi là chỉ bằng đợi sau khi Tân Mama bớt giận, chúng ta sẽ đi chuộc Tiểu Nguyệt Quế. Bây giờ đi chuộc cũng bằng ích gì. Tân Mama biết được chắc chắn sẽ giận. Vậy Phú Tăng Đường là nơi nào? Sao anh có thể làm vậy được chứ? Tôi mặc kệ, tôi đi chuộc cô ấy trước đã. Bên chỗ Tân Mama, qua thời gian này rồi hãy nói. Này, anh đưa tiền trong túi cho tôi. Tôi không mang tiền. Anh mau lên. Mỗi thế này thôi à? Đúng. Hết rồi hả? Chỗ này không đủ. Tiên sinh đang bận sao? Phải, gần đây chi tiêu không ít. Tiên sinh, Tân Mama bảo tôi lĩnh 20 đồng bạc. Giấy đâu? Ôi, lúc tôi ra ngoài quên mang đi rồi. Tuổi càng ngày càng cao, trí nhớ không tốt. Không phải cô không biết quy tắc, không có giấy tôi không thể đưa tiền. Tiên sinh, ông có thể giúp được không? Tôi rất vội,
Ông còn không tin tưởng tôi sao? Con gái à, không phải tôi không tin cô, tôi cũng rất nôn nóng. Vì chuyện này tôi sẽ phá quy tắc một lần. Con gái à, mau cầm đi, muộn rồi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tiên sinh, cảm ơn ông. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại số tiền này. Trời ơi, đứa trẻ Tiểu Nguyệt Quế này đúng là mệnh khổ mà. Chị Lý, qua đây. Nào, mọi người đang làm gì? Chị Lý ạ, Nhất Phẩm Lâu xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng tôi đều muốn bỏ ra chút sức lực. Tuy chúng tôi không có tiền, nhưng mà cũng giúp cô ấy một chút. Số tiền này tôi không thể lấy. Tiền của các cô đều là để nuôi sống gia đình. Hơn nữa cô ấy biết được cũng không vui. Trời ơi, không lo được nhiều như vậy. Số tiền này cô phải lấy, đều là một chút tâm ý của chúng tôi. Nào nào, cầm lấy đi. Nào, đây là của tôi. Của tôi nữa. Ở đây. Bà chủ, bà còn nhớ tôi không? Lúc sáng cậu vừa đến đây, sao bây giờ lại đến nữa rồi? Chúng tôi đến chuộc người, chúng tôi không bán người hầu đó nữa. Trời ơi, người của Nhất Phẩm Lâu các người sao vậy? Buổi sáng bán người, buổi chiều lại muốn mua về à? Xem chỗ chúng tôi là gì chứ? Tiệm cầm đồ sao? Thật sự xin lỗi là chúng tôi không phải. Cô người hầu này có bệnh, chúng tôi vẫn chưa kịp thông báo cho bà chủ biết. Sau khi bà chủ của chúng tôi biết cô ta có bệnh, đã bảo chúng tôi mau chóng chuộc cô ấy về. Nếu như để người khác biết Nhất Phẩm Lâu bán một người hầu có bệnh, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Bà nói xem. Tôi không bán con bé đó, tôi thích cô ta, còn phải giữ lại để kiếm món tiền lớn. Trời ơi, con bé này cũng thật là. Anh nói xem, tiếp khách nào chẳng được, sao cũng phải tiếp một người nước ngoài, mắc bệnh của người nước ngoài. Anh bảo chúng ta đi đâu chữa cho cổ đây? Bệnh gì? Bệnh của người nước ngoài đâu rõ được chứ. Có hơi giống sốt rét, cũng hơi giống phong hàn. Hả? Có phải bà không muốn bán không? Vậy cô mau trả lại tiền cho tôi, để họ đưa người đi đi. Ở đây này, Tiểu Nguyệt Quế. Tiểu Nguyệt Quế, sao vậy? Trời ơi, sốt cao quá rồi. Đừng đứng đây nữa, bế đi đi. Được rồi. Trời ơi, đúng là đen đuổi mà. Vẫn còn nóng. Cô ở nhà chăm sóc cô ấy, tôi đi trước. Anh đi đâu? Hôm nay thương hội mở cuộc họp, tôi phải đi. Trước khi đi anh cũng phải mời thầy thuốc về chứ. Được, tôi đi nha. Đại phu, cô ấy không sao chứ? Cô gái này bị thương quá độ, còn thêm mấy ngày nay không ăn uống đầy đủ, nên bây giờ cơ thể rất suy nhược. Nhưng mà tôi có thể kê đơn cho cô ấy. Vậy tốt quá, mời ông qua đây uống ly trà. Ngoài ra thai phụ nên kiêng những đồ ăn có tính lạnh và trung tính. Thường ngày ăn uống cũng phải chú ý. Còn nữa, đừng làm việc quá sức. Ông nói cô ấy mang thai à? Phải. Cô còn chưa biết sao? Cô gái này đã mang thai được một tháng rồi.
tỉnh rồi à? Tốt quá rồi. Nào, đừng cử động lung tung, dựa vào đây. Từ từ thôi. Đừng cử động lung tung. Chị Lý, đây là đâu vậy? Đây là nhà của chị. Không phải Tần Mama đã bán em rồi sao? Chị đã chuộc em ra rồi. Cảm ơn chị. Em đúng là hồ đồ. Sao em có thể đồng ý cho Tần Mama bán em đến nơi đó được chứ? Chị nói xem, em sống tiếp còn ý nghĩa gì nữa chứ? Em không muốn sống nữa. Vậy đứa con trong bụng em thì sao? Con à, chị vừa mời đại phu đến khám cho em. Ông ấy nói em đã mang thai hơn một tháng rồi. Tiểu Nguyệt Quế à, em không muốn sống nữa. Nhưng mà đứa con của Thường Gia phải làm sao? Tiểu Nguyệt Quế, tuy em chưa bước qua cửa, nhưng mà dù sao đứa con này cũng là cốt nhục của Thường Gia. Thương hội Phố Giang và Nhất Phẩm Lâu sẽ không thể không quản. Chị sẽ tìm một người nói chuyện với Tân Mama. Chị nghĩ bà ấy không làm khó em. Em đừng nghĩ ngợi gì nữa, cứ ở đây an tâm dưỡng bệnh. Sinh đứa con này ra thật khỏe mạnh, nghe rõ chưa? Gần đây thiếu tiền tiêu sao? Không có. Vậy có phải là lương tôi cho cô ít hơn phải không? Cũng không phải. Vậy tại sao lại giấu tôi? Lấy danh nghĩa của tôi đến phòng thu chi lĩnh tiền. Tân Mama, cô nghe tôi giải thích. Tôi lại muốn nghe cô giải thích thế nào đi. Người tôi tin tưởng nhất lại giấu tôi đi lĩnh tiền. Tôi đã giúp bà một việc rồi. Nói, tôi đến Phú Thăng Đường chuộc Tiểu Nguyệt Quế ra. Cô to gan đó. Tiểu Nguyệt Quế bị bệnh rồi, cô ấy sốt cao, vẫn luôn hôn mê, người khác không dám đụng vào. Cô ta chết rồi thì có thể hóa giải được nỗi hận của tôi. Cô ta chết rồi thì Thường Gia cũng không quay về được nữa. Thường Gia đã chết rồi, cô ấy không thể có chuyện gì được. Tân Mama, cô ra ngoài đi. Vâng. Tôi vừa mới mời đại phu. Tiểu Nguyệt Quế đã mang thai hơn một tháng rồi. Cái gì? Mang thai rồi? Của Thường Gia à? Bây giờ cô ta đang ở đâu? Đang ở nhà tôi. Mau, mau đưa tôi đi xem. Vâng. Tần Mama, Tiểu Nguyệt Quế đã đi rồi. Lão Lục, cậu đến đúng lúc lắm. Nào, nghe Ngũ Gia nói với cậu, nói đi. Có hai tin tức quan trọng.
Thứ nhất, Diên Thế Khải chết rồi. Thật sao? Tin tức chưa được tuyên bố, nhưng báo cáo ngày mai sẽ ra. Thứ hai chính là cái này. Sáng hôm nay Châu Chấn Thiên phái người đưa đến. Đây là muốn đàm phán với mình sao? Hơn nữa, họ chỉ đích danh cậu đại diện chúng tôi ra mặt. Sao đột ngột có thay đổi lớn như vậy? Chúng tôi vẫn luôn nghi ngờ chỗ dựa của Ban Thanh Dận và Lão Diên ở Bắc Bình. Thương hội Phú Giang chúng ta vẫn luôn là cái gai trong mắt Lão Diên ở phương Nam. Vậy nên, một mặt có khả năng Lão Diên trực tiếp chia tiền cho Ban Thanh Dận để đối phó với chúng ta. Mặt khác, ở trên đất Thượng Hải, Ban Thanh Dận và Giai Đốc Quân ẩn thân bắt tay chống lại chúng ta. Lần này Lão Diên chết rồi, tình thế sẽ thay đổi. Ban Thanh Dận không chỉ mất đi chỗ dựa là Lão Diên, mà chắc chắn chính phủ mới sẽ thay đô đốc hoàng hiện tại. Cho nên sức mạnh của Ban Thanh Dận phải bị hạn chế. Hơn nữa mấy ngày nay đánh nhau, trên thực tế họ đã kiểm soát được tình hình ở bến Thượng Hải, cũng ép Thương hội Phú Giang chúng ta đến chỗ chết. Dựa vào sức mạnh của chúng ta hiện giờ cũng rất khó. Tôi thấy vẫn là dừng tay đúng lúc. Đàm phán hòa bình là kết quả hai bên đều muốn. Chúng ta không có lựa chọn khác. Đàm phán hòa bình là bọn họ đưa ra. Bọn họ không dám để tôi đi, nên mới đề xuất Lục Gia đi. Bọn chúng bên đó chỉ có Trâu Chấn Thiên. Tôi này ắt có vấn đề. Lại không có mang theo vũ khí, còn phải đàm phán một mình. Cái gì vậy chứ? Trâu Chấn Thiên là một kẻ tiểu nhân hiểm ác. Kinh nghiệm và bản thân của Lục Gia đều không bằng cậu ta. Lỡ như Trâu Chấn Thiên bày ra âm mưu gì đó, Lục Gia sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy phương thức đàm phán chúng ta phải thương lượng lại với cậu ta. Ai đi đàm phán, chúng ta phải thương lượng. Phải. Lần đàm phán này có thể là một âm mưu. Tôi thấy vẫn nên để tôi đi. Tôi đi, tôi không sợ hắn. Sư gia, Tam gia, Ngũ gia, cứ để cho tôi đi. Không, tuyệt đối không được, quá nguy hiểm. Tôi nhất định phải đi. Thường gia bị giết trong hôn lễ, tôi không thể thoát tội được. Các vị đều không trách phạt tôi, nhưng tôi tự biết chừng mực. Lần này nếu phải mạo hiểm thì cũng nên để tôi đi. Nếu như sư gia không đồng ý, Hoàng Bội Ngọc tôi sẽ tự sát để tạ lỗi. Sư gia, tôi muốn hỏi một chuyện. Cứ nói. Nếu như đàm phán thất bại, chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng thế nào? Thực ra vấn đề cũng không lớn, cùng lắm là tiếp tục cầm cự. Lực lượng hiện tại của chúng chưa thể tiêu diệt chúng ta được đâu. Vậy được rồi. Vậy chúng ta cứ trả lời họ chúng ta đồng ý đàm phán. Bây giờ hai bên chúng ta ngưng bắn toàn diện trước đã. Tần Mama uống trà. Tìm thấy cô ta chưa? Hiện tại vẫn chưa. Kỳ lạ, lâu như vậy rồi sao không có chút manh mối gì cả? Ngày nào tôi cũng đến chỗ Tam Nhi. Người nhà thuộc hạ của cậu ta tập hợp cũng rất nhiều, nhưng mà không ai nhìn thấy cổ. Mấy ngày trước nghe nói xưởng dịch có một nữ công nhân dịch may là thai phụ,
tuổi tác cũng tầm cổ. Tôi lập tức đến xem, kết quả là không phải. Bên chỗ Hà Lập thì sao? Hà Lập vừa mới quay về từ quê Tiểu Nguyệt Quế, cô ấy không quay gì đó. Kỳ lạ, như vậy thì khó đoán quá. Cô ta sẽ đến nơi nào đây? Tìm, cô phải mau chóng tìm cô ta cho tôi. Tuyệt đối không để cô ta ra ngoài xảy ra chuyện gì được. Vâng, tôi biết rồi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cô muốn viết thư à? Nào, mời ngồi. Nào. Tiểu thư hãy nói đi. Anh ở bên đó vẫn tốt chứ? Có lạnh không? Anh đã đem quần áo chưa? Tôi muốn đến mộ của anh đốt một nén nhang. Nhưng tôi không biết mộ anh ở đâu. Anh yên tâm, tôi sẽ sống thật tốt. Bây giờ bởi vì tôi đã biết, tôi không chỉ có một mình nữa rồi. Tiểu thư, thư viết cho ai vậy? Còn chưa viết xong sao? Không cần nữa, đốt đi. Đốt đi à? Tiểu thư, cô sao vậy? Tiểu thư, cô sao vậy? Người đâu? Mau đến đây. Mau đến giúp đi. Tiểu thư, cô tỉnh lại đi. Tiểu thư, cô tỉnh lại đi. Tiên sinh, sức khỏe của vợ anh không tốt. Vợ tôi. Tiên sinh, ông cứ nói. Sức khỏe của cô ấy thế nào? Vợ anh thương tâm quá độ, bây giờ khí uất tích tụ trong ngực, cộng thêm làm việc quá sức, cơ thể suy nhược, động đến thai nhi. Thai nhi? Cậu yên tâm, không có gì nghiêm trọng. Nhưng sau này phải chú ý tịnh dưỡng. Cậu có thể mua cho cô ấy mấy thứ bổ dưỡng thanh nhiệt để ăn, nhưng đừng để cô ấy làm việc quá nặng. Được rồi, cảm ơn ông. Cô đừng xuống giường, cơ thể của cô yếu quá, vẫn nên nằm nghỉ. Thật sự xin lỗi anh, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Tiên sinh, xin hỏi anh họ gì vậy? Tôi họ Lưu, tên Lưu Ký.
Anh Lưu à, cô cứ gọi tôi là Lưu Ký. Cô thấy đỡ hơn chưa? Bây giờ trên người tôi không có tiền. Đợi tôi có tiền rồi, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Trước hết, đừng nói mấy chuyện này, chăm sóc sức khỏe cho cô trước. Xin hỏi cô, anh gọi tôi Tiểu Nguyệt Quế được rồi. Cô Tiểu Nguyệt Quế, cô có biết cô đã... Tôi biết. Lưu tiên sinh. Ôi trời, tôi bảo này Lưu tiên sinh, mới mấy ngày không gặp, sao cậu đã tìm được một cô gái đẹp về phòng rồi? Chả trách tiền phòng cũng chưa nộp. Tôi nói cô nghe, ra ngoài đi. Cậu nói xem, tiền phòng của tôi mấy tháng rồi cậu chưa nộp? Tiền phòng tôi nhất định sẽ nộp. Bà thư thả cho thêm mấy ngày. Thư thả cái gì? Thư thả đến khi nào? Phải rồi, lại có thêm một người nữa vào ở. Tiền nước tháng này sẽ thu cả hai người. Cô ấy mới vào hôm nay thôi mà, ở một ngày cũng phải thu, đây là quy định. Tôi đi, tôi lập tức đi ngay. Cô gái à, sức khỏe của cô suy nhược như vậy, bây giờ không thể đi được. Xin bà hãy thư thả thêm vài ngày nữa. Tiền phòng tôi nhất định sẽ nộp. Câu này là cậu nói. Đến lúc cậu không có tiền, tôi sẽ ném hết đồ của cậu ra ngoài. Đây là rượu gì? Đây là rượu Pháp mà Hoàng tiên sinh tặng. Xem ra Hoàng tiên sinh thường xuyên đến đây nhỉ? Không chỉ là Hoàng tiên sinh, anh ấy còn thường đưa người nước ngoài đến chiếu cố. Rượu Tây. Sư gia ông đến rồi. Tôi đang định đến gặp ông. Không yên tâm được đến thăm cô. Không ngờ chuyện làm ăn ở đây cũng được. Tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn. Sư gia, mời ngồi. Đại Ngọc, cô tìm tôi có chuyện gì ạ? Tôi muốn hỏi ông, ông thấy Hoàng Bội Ngọc như thế nào? Người này rất giỏi. Trong thời gian ngắn như vậy, cậu ta có thể được hoan nghênh ở Tôn Giới Pháp và Chỗ Đốc Quân. Không thể phủ nhận năng lực của cậu ta được đâu. Nhưng Trường Gia vừa đi, cậu ta đã có hành động lớn như vậy rồi. Cậu ta cũng muốn thể hiện bản lĩnh. Năng lực ở phương diện giao thiệp của cậu ta rất mạnh. Đây cũng là lý do lúc đầu Thường Gia giữ cậu ta lại làm gì. Lúc anh ấy vừa đi, tôi đã nghi ngờ cậu ta. Hình như tôi đã từng nói nhiều lần với Thường Gia phải đề phòng cậu ta. Nhưng Thường Gia vẫn trọng dụng cậu ta. Bây giờ cậu ta vội vàng như vậy, tôi thấy cậu ta đã nhìn trúng vị trí của Thường Gia. Cô nói không sai, cậu ta đã bộc lộ ra ý đồ này với tôi rồi. Đây cũng là nguyên nhân cậu ta đi khắp nơi lôi kéo quan hệ. Cậu ta cũng muốn chứng minh năng lực của mình. Thương hội Phố Giang chúng ta bây giờ như rắn mất đầu, cứ kéo dài như vậy chắc chắn sẽ bị người khác lợi dụng sơ hở. Tôi cũng lo lắng chuyện này. Cô nói xem Lão Tam, cậu ấy là một người lỗ mãn, dĩ nhiên cậu ta cũng muốn ngồi vào vị trí này, nhưng cậu ta lại không có năng lực. Lão Ngũ là người rất thông minh, lúc Thường Gia còn sống cũng rất xem trọng cậu ta, nhưng mà cậu ta không phải một người có tài lãnh đạo. Điểm này cô và tôi đều rất rõ. Nhưng Thường Gia chết quá đột ngột, dù sao cũng là một đả kích rất lớn đối với chúng ta. Tôi luôn thấy rằng hình như cái chết của Thường Gia. Nào, đàm phán ngày mai đều đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Ổn rồi.
Được, cậu đi đi. Ngày mai nhất định phải cẩn thận. Lục gia, ngày mai anh đi quá nguy hiểm. Không sao, cậu nghỉ ngơi đi. Dừng. Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Trước hết tập hợp ở kho tứ hàng, sau đó Lục gia và Trâu Chấn Thiên lên xe đi. Ở trên xe đổ xúc xắc, đến lúc đó quyết định đến đường số mấy sẽ do tự đàm phán. Lão Lục, cậu thực sự quyết định rồi sao? Phải. Tôi là Trâu Chấn Thiên của ban Thanh Dần, Hoàng Bội Ngọc của Thương Hội Phố Giang. Hoàng tiên sinh, chúng ta có thể đi rồi chứ? Mời. Mời. Hoàng tiên sinh, chúng ta chuẩn bị đi đâu đàm phán đây? Như vậy đi, chúng ta đổ xúc xắc, nói chuyện bằng con số lớn nhỏ. Chúng ta đến đường số 5. Tôi muốn ăn đồ Tây. Được. Được. Hoan nghênh hai vị. Mời hai vị. Ông chủ, cho cậu. Bảo tất cả mọi người đi hết đi, tôi phải bàn chuyện. Ông chủ, cảm ơn sự hào phóng của ông, nhưng bảo tất cả khách đều đi hết thì không thích hợp cho lắm. Tôi là Trâu Chấn Thiên của ban Thanh Dần. Nghe rõ chưa? Tôi nghe rõ rồi. Trâu ban chủ, đắc tội. Đắc tội. Tất cả tiền hôm nay đều tính cho tôi. Cút hết cho tôi. Xin lỗi, xin lỗi. Mời.